Vâng, Đại Thanh Audio gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Clip này thì em Thanh có làm cho anh Huy có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh và gửi tới toàn thể các bác luôn, là về cái vấn đề khi anh em mua loa bãi ở xa, mua tại cửa hàng của Đại Thanh. Có những bác thì đã quan tâm theo dõi khá là lâu, là biết cửa hàng, biết con người, nhưng có những bác chỉ mới xem một lần và đã quyết định mua thì cái độ tin tưởng cũng chưa cao. Thì em cũng chia sẻ với cái cách em sẽ gửi hàng và đóng hàng. Thì nếu như anh em đã tin tưởng thì em sẽ không phải làm cái clip này. Đấy, còn nếu mà anh em mà chưa tin tưởng thì em sẽ làm cái clip như thế này. Đấy, và để chia sẻ với anh em là như thế này. Khi mà các bác chưa có niềm tin với Đại Thanh thì em sẽ gửi đôi loa nào thì em sẽ làm clip đôi loa đó. Ví dụ như ở đây bác Huy này ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì nói chung là cũng là đầu mua của em, và cũng chia sẻ là đã bị lừa trên mạng nhiều lần rồi. Đấy, thì em có làm một cái clip như này. Đầu tiên là em kiểm tra đôi loa và có ghi tên của bác ấy vào đây. Đấy, thế là cái loa này nó không có lệch đi đâu được, đúng không ạ? Được chưa? Và hàng hóa thì em Thanh luôn cam kết cho anh em là zin đẹp nguyên bản. Đấy, em nói sai em sẽ đền 10 lần tiền và công khai toàn thể với anh em ở trên mạng là như thế. Hàng bãi là zin đẹp nguyên bản, bát tép phân tần. Đấy, zin đẹp nguyên bản. Còn cái thùng em cũng nói luôn, nó không thể nào tránh được những cái vết xước sát, con thì xấu, con thì ít, con thì nhiều. Đấy, cơ bản là nó đẹp thế thôi. Đấy, còn cái bát, cái tép là zin đẹp nguyên bản. Còn với cái quá trình vận chuyển hàng thì sẽ như thế nào? Khi em đóng hàng, trong quá trình vận chuyển, nếu nó có xảy ra trường hợp là bị vỡ móp, thì móp bị vỡ là em là người chịu trách nhiệm. Anh em mở hàng kiểm tra bị vỡ móp là anh em không nhận nữa, anh em hoàn hàng về là em người chịu trách nhiệm, anh em không mất chi phí. Đấy, được chưa? Và tiếp theo khi mà nó mà không bị làm sao ấy, thì là anh em nhận hàng giúp em. Anh em nhận hàng giúp em và anh em gửi tiền cho người phát hàng. Còn em Thanh không, tức là em Thanh không cho phép là anh em nhận hàng cắm điện, test loa, ưng ý rồi mới lấy. Đấy, tức là có hay rồi mới lấy. Thì là em không có làm được cái việc đó. Em cũng nói luôn như vậy. Còn con loa TB hay là con loa nào cũng thế, nó sẽ như thế nào em sẽ nói rất là kỹ và rõ ràng với anh em. Đấy, được chưa? Còn vấn đề là tại sao mà em Thanh không cho anh em khi mà mua loa cắm vào test loa? Vì có những trường hợp là có nhiều bác xấu tính, là bác ấy cắm điện trực tiếp dẫn tới việc là cháy hết phân tần, cháy hết chép bát loa, nó rất là thiệt hại rất là lớn cho cửa hàng. Và em đã gặp một trường hợp như thế rồi, với những anh em xấu tính mua đôi loa mười mấy triệu mà chỉ đặt cọc có 1 triệu, xong là coi như là hy sinh 1 triệu đó, và em là coi như là mất mười mấy triệu đấy các bạn. Thế là được lòng, mất lòng trước được lòng sau, nên là em sẽ không làm cái việc đó. Còn anh em trong quá trình dùng đấy, thấy loa nó không phù hợp, nó không hay, anh em gửi lại, anh em chỉ mất cái tiền phí vận chuyển thôi. Đấy, em kiểm tra đúng hàng của em gửi zin đẹp nguyên bản là em gửi lại số tiền của anh em luôn, anh em chỉ mất chiều vận chuyển đi vận chuyển về cho cái quá trình trải nghiệm của mình thôi. Đó, ok chưa? Như thế là nó hợp lý. Còn ấy, tất nhiên là ấy, với những cửa hàng khác em không biết, nhưng cửa hàng em đi gửi một đôi loa cho các bác mà lại đi gửi cái đôi loa mà nó hỏng hóc rồi nó thế nọ thế kia thì gần như không thể xảy ra trường hợp đó. Em bán chưa bao giờ bị bóc phốt về cái vấn đề hàng hóa cả, nên là anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhé. Còn hai con loa này thì là em Thanh đang bán với giá là 8 triệu bao ship cho bác khách vào thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì cái clip này cũng làm cho anh Huy và toàn thể các bác đang xem đấy, để hiểu rõ hơn về cách làm việc và cái phong cách bán hàng của em. Đó, clip này em sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.